là cột xương sống nó lệch rõ luôn vậy. Bà đi về đâu có được, bà đi cung về nè, đi về nè, đó vậy á, đi về nè, đi khó khổ lắm nè, khó khổ đi, khó khổ lắm con ơi. Ròng rã suốt 20 năm qua, bất kể là nắng hay mưa, tại góc đường Tản Đà Nguyễn Trãi luôn luôn có một bà cụ lưng còng, dáng người gầy gò, đôi tay yếu ớt, mỗi sáng đẩy xe xôi gần 80kg ra bán. Đó là bà Huỳnh. Dù đã 72 tuổi nhưng bà vẫn là thu nhập chính của gia đình gồm 5 thành viên. Taxi đó ủi bà một cái là cột xương sống nay là 7 năm rồi. Bây giờ bà không có làm gì nặng được hết trơn á. Bà chỉ là có cái chú kia phụ hỗ trợ rồi trên lầu bưng xuống. Bà ở lầu tư bưng xuống rồi bà mới đẩy ra đây đi bán, kiếm sống qua ngày. Một mình gì á, thân gì mà nuôi á, ông chồng với lại mấy đứa con thần kinh yếu rồi. Thì bây giờ bà không biết cách nào nói gì hơn. Bây giờ bà phải chịu đựng như vậy, không biết cuộc sống như thế nào. Mấy bữa nay từ ngày mà dịch bệnh virus 19 á, nó ế ơi là ế luôn. Bây giờ người ta sợ ta không có đi ăn bên ngoài, với học sinh nghỉ học hết rồi, hè nữa. Thành ra cái tài chánh đó bán rất là khó khăn vô cùng, giết hết vốn luôn. Thành ra cái dịch bệnh kỳ này rất là khổ quá. Em ơi, bây giờ ra ngoài bán kiếm cái tỷ một ngày kiếm 100 cũng được mà. Mình không ngờ đó, không kiếm lại được luôn. Bây giờ lỗ không à, ít có lời lắm. Bây giờ không biết làm sao đây, chắc ngày 4 tây này là 4 tây tháng 7 nè. Bây giờ có lệnh là cho nghỉ không được bán. Không biết thời gian tạm ngưng chừng nào bán lại được. Chắc ở nhà kỳ này ăn cháo muối quá, sợ không có gạo mà không có tiền mà mua gạo ăn nữa đó. Còn bây giờ á, lúc mà chưa có bệnh á, còn học sinh ăn á, thì bà bán được 7 kg bánh nước, 5 kg nước, rồi 4 kg bún. Bây giờ dịch bệnh này không có ai, bà bán có 2 kg bún à, 3 kg nước à, 3 kg bánh nước à, rồi ế còn đem về cái bắt đầu còn á. Đó, bán như vậy làm sao đủ nuôi gia đình. Không có đủ nuôi gia đình vậy rồi tiền. Rồi tiền đủ chi phí rất là đủ thứ. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền ổng, tiền thuốc, tiền cháu ngoại bệnh. Ôi chú trai con hơi chắc chết. Đủ thứ à cà. Hoàn cảnh đưa đẩy như vậy làm sao giờ.